Sáu câu chuyện phổ biến thị hiện Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện thành người nữ, thành sa môn, thành súc sanh, như sò, ốc, vân vân. Do niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và Thần Chú Đại Bi. Trích sách Tân Biên Quân Âm Linh Cảm Lục. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Giác Nhàn. Câu chuyện số 1. Chiều nhà Đường, Văn Tôn Hoàng Đế là người rất thích ăn các loại sò ốc. Nhà vua truyền định cho dân chúng miền duyên hải ở Đông Nam mỗi năm phải đem vào cung hiến dâng món ăn này. Vì thế dân chúng miền biển cực khổ không tả xiết. Một ngày nọ, quan ngự chủ đi chợ thì thấy có một con sò rất lớn. Ông ta mua về, dùng dao chẻ nhưng nó không hạ miệng. Nhưng lúc dùng dao gõ thì nó liền há miệng. Nhìn vào bên trong thì ông nhìn thấy một tượng Quan Âm Bồ Tát rất oai nghiêm, nên quan ngự chủ kinh sợ không dám làm thịt, vội mang dâng lên cho vua xem. Văn Tông Hoàng Đế nhìn thấy vô cùng kinh ngạc, ngài lập tức truyền định cho quan đại thần rước thợ đến làm một chiếc hộp bằng gỗ chiến đàn hương, sơn son thiếp vàng để đựng thánh tượng và thờ ở nội cung. Hàng ngày văn đế mai chiều đến chiếc thánh tượng ấy lễ bái. Nhà vua lại cho người đến thành quốc sư vào nội cung để hỏi nguyên nhân Bồ Tát thị hiện. Sau khi quốc sư đến, văn đế đảnh lễ và thỉnh vấn nguyên nhân. Quốc sư đáp: Bệ hạ nên biết, Bồ Tát ứng hiện nơi Phật không bao giờ hư dối. Trong thân sò ốc mà có thánh tượng Quan Âm là muốn khởi tính tâm cho bệ hạ, cần phải tiết kiệm sự thọ dụng, và đối với nhân dân thì phải luôn có tự tâm. Y như trong kinh dạy, nếu có người cần dùng thân Bồ Tát để độ thoát thì hiện thân Bồ Tát vì đó thuyết pháp. Văn đế lại thưa: Nếu quốc sư dạy như vậy thì chậm chỉ mới thấy thân Bồ Tát, nhưng chưa được nghe ngài thuyết pháp. Quốc sư liền hỏi: Bệ hạ có tin hay không? Văn đế đáp: Chậm đâu dám không tin. Quốc sư nói tiếp: Như vậy là bệ hạ đã nghe thuyết pháp rồi đó. Văn đế vô cùng vui mừng nhờ câu nói của thiền sư mà được tỏ ngộ. Từ đấy tuyệt đối không ăn sò ốc nữa. Mặt khác cũng ra lệnh cho dân chúng không được bắt bán và ăn sò ốc, và lệnh cho các tự viện phải kiến tạo thánh tượng Quan Âm Bồ Tát để thờ kính, chiêm bái và cúng dường. Trích Cao Tăng Truyện tập 3. Câu chuyện số 2. Chiều nhà Tống, có Phật tử Du Tập là người ở xứ Lộc Thủy. Vào niên hiệu Trung Hòa, ông đến Hưng Hóa nhận chức thái úy. Khi đi thì mang theo cả gia đình và đi bằng đường thủy. Đến xứ sông Hoài thì ông thấy có rất nhiều con trai lớn và những người trên ghe hàng ngày mua về để nấu ăn. Du Tập mỗi khi thấy thì thường xuất tiền mua hết rồi thả lại xuống sông. Một hôm, ông nhìn thấy mọi người đang mang một giỏ đựng đầy chai lớn rất nặng đem đi nấu ăn. Ông liền trả giá cao gấp bội, nhưng họ không chịu bán và đem bỏ vào nồi nấu. Bỗng nhiên lúc ấy, từ trong nồi nấu có âm thanh
niệm Phật rất lớn, lại thấy ánh quang minh phát ra bên ngoài. Tất cả mọi người trên ghe đều kinh sợ, dở nắp ra xem thì thấy có một con trai rất lớn đang mở nắp há miệng. Trong thân con trai đó có thánh tượng Quán Âm Bồ Tát, tướng hảo trang nghiêm. Trên thân có đủ chuỗi Á Mão, Anh Lạc. Bên cạnh lại có hai cây trúc, cành lá tươi tốt, đều là do Thư Ngọc rất nguyện học thành. Vua Tập liền bảo những người trong ghe phải chí thành niệm thánh hiệu Tây Phương A Di Đà Phật, sám trừ tội ác, đoạn thỉnh vợ cha ấy về cư dinh để thờ, mai chiều để bái cúng dường đại sĩ. Trích Cảm Ứng Thiên Truyền. Câu chuyện số 3. Hóa vị phẩm tăng Chỉ Bác có phép truyền Quán Âm đại sĩ, đã hiện bảy hình tướng như sau. Chiều nhà Đường, niên hiệu Vĩnh Hy, ngày hóa hiện thành ông già râu bạc, đầu đội mão bạch liên hoa, thân mặc cà sa, vai mang bình bát, đến nhà một nông dân tên Tế La ở Mông Sang, tức là huyện Mông Hóa ở phía nam của Vân Nam ngày nay, để khất thực. Hóa vị phẩm tăng Chỉ Bác đến gặp một phụ nữ đang làm việc ngoài đường để khất thực. Ngài ngồi trên thạch bàn ở cổ sơn, phía trước có châu xanh, bên trái có người trắng mồm đỏ, bên phải có voi trắng, phía trên có tượng vân ngũ sắc che phủ. Trong tượng vân ấy có hai đồng tử, một người cầm thương sắc, một người cầm chiếc kinh vuông. Khi cảnh tượng này diễn ra thì tất cả mọi người từ nông phu làm ruộng đến trẻ chăn trâu đều nhìn thấy. Vậy lâu sau thì Ngài bay vào trong mây ẩn mất. Đời Nam Chư Vương Mộng La Thành, Ngài lại hóa thân thành một vị tăng, vai mang bình bát, tay cầm tích trường, đi khất thực, có dắt theo một con chó trắng. Dân chúng ở xã Khai Nam chỉ muốn làm nghề trộm cắp nên chúng rất ghét chó dữ, súng nhỏ bắt Ngài rồi cắt lóc da thịt trên thân Ngài ra từng mảnh. Nhưng trong chốc lát thì Ngài sống lại, cười nói như thường. Bọn đạo tặc này rất nổi giận, lại quyết tâm giết hại Ngài. Chúng lóc thịt da Ngài rồi đem bỏ đi, còn phần xương đem đốt thành tro, rồi bỏ vào ống tre, thả chìm trôi theo làn sóng. Nhưng sau đó thì Ngài lại từ ống tre đi ra, hình thể không hề bị tổn thương chút nào. Tất cả dân chúng trong làng thấy thế kinh sợ, đều phát nguyện quy y với Ngài, và từ ấy phát tâm kính tín Tam Bảo, nhà nhà ăn chay niệm Phật tụng kinh, bỏ hẳn nghiệp xưa. Hóa vị phẩm tăng có lần hóa hiện thành vị tăng, tay cầm nhành dương liễu, chân mang gốc cây, hướng về Bảo Sơn mà đi. Bọn Vương Lạc cưỡi ngựa đuổi theo không kịp nên tức giận dương cung bắn, nhưng tất cả những mũi tên ấy đều hóa thành liên hoa. Có một hôm Ngài đi đến một địa phương thì bảy đinh không trung hóa thành Quán Âm Bồ Tát, phóng quang rực rỡ chiếu khắp trần gian. Dân chúng bị quang minh chói lòa, mắt không dám ngước mặt nhìn xem. Bây giờ có một ông lão nói rằng: thánh tượng này tôi có thể đúc được. Mọi người nghe nói sanh tâm vui mừng, xuất tiền ra cúng dường,
để ông lão mua vàng đúc thánh tượng đại sĩ. Pho thánh tượng ấy đến nay vẫn còn để thờ cúng. Hóa vị Phẩm Tăng ở Tây Phật, hiện thân hiệu là Bồ Đề Đạt Ma. Vào niên hiệu Bảo Hòa năm thứ hai, Ngài vào đến Trung Quốc, nói với quốc vương: "Ta là tôn giả A-ta-la Quán Âm của Liên Hoa Bộ, nước Tây Phật, đến quốc độ của nhà vua Đệ Dâu Hóa. Hiện nay nên đợi tôi ở chỗ nào?" Dứt lời thì Ngài nhập định. Chiều nhà Đường, Ngài hiện thân thành một đại sư ở Tây Phật. Vào niên hiệu Đông Sóc năm đầu, đi đến phường Tín Nghĩa, tỉnh An Huy, để mộ hóa một khu đất để sáng lập Già Lam. Khi xây nền, thì đại sư đào được một bia cổ của chùa Hương Tích và một tấm tượng bằng hoàng kim. Trên chiếc bia ấy có bốn chữ Phổ Môn Chiếu Vương Phật. Đại sư bèn kiến lập Già Lam nơi đây. Đến niên hiệu Cảnh Long năm thứ hai, Trung Tôn Hoàng Đế sai sứ giả bái thỉnh đại sư về nội cung, tôn làm quốc sư và thỉnh Ngài đến chùa Tiên Phước cư trú. Thường ngày đại sư ở một mình trong tịnh thất. Trên đảnh của Ngài có một cái huyệt. Ban ngày Ngài dùng bông gòn đậy lại, ban đêm thì lấy ra. Mùi hương từ trong đảnh bay ra thơm ngào ngạt. Đến sáng thì mùi hương lại đi vào trong đảnh. Hàng ngày khi đại sư rửa chân thì mọi người đến xin nước ấy uống, tất cả cố tật đều lành. Một ngày nọ, Vân Đế cho người mời Ngài vào điện để đảnh lễ, rồi bạch rằng: "Kính bạch Tôn Sư, nơi kinh kỳ trải qua vài tháng không có một hạt mưa, chậm vô cùng lo lắng. Cuối xin đại sư giải trừ nỗi lo buồn này của chậm." Đại sư liền đem nước từ tịnh bình rửa khắp không trung. Trời đang vắng đẳng, nắng như thiêu đốt, thì đột nhiên mây đen bủa khắp và trời đổ xuống một trận mưa lớn. Vạn Đế vô cùng vui mừng, đảnh lễ đại sư và phát nguyện phụng hiệu tên chùa mà đại sư đang ở. Đại sư bèn nói: "Hoàng thượng muốn sắc tứ hiệu chùa nên dùng Phổ Chiêu Vương, nhưng do Văn Tôn Hoàng Đế muốn tránh tinh húy của Thiên Hậu nên đổi lại thành tên Phổ Quang Vương Tự." Vào niên hiệu Cảnh Long năm thứ tư, ngày 2 tháng 3, đại sư ngồi viên tịch ở chùa Kiến Phước, Tường An. Hiện nay ngôi bộ tháp của Ngài vẫn còn ở huyện Long Hòa. Sau khi đại sư viên tịch, Trung Tôn Hoàng Đế hỏi Vạn Hồi Hòa Thượng rằng: "Tăng già đại sư là người chi?" Vạn Hồi Hòa Thượng đáp: "Chính là hóa thân của Quán Âm Bồ Tát." Như trong phẩm Phổ Môn nói, đối với người nên dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni để độ thoát, tức thì hiện thân ấy để thuyết pháp. Nên chính Ngài hóa hiện làm thân của đại sư vậy. Đại sư lúc mới đến Trường An thì Vạn Hồi Hòa Thượng có đến ý kiến, chí thành đảnh lễ. Đại sư vỗ đầu bảo rằng: "Tiểu tử, tại sao làm gì ở đây lâu như vậy? Nên đi đi." Quả nhiên sau khi đại sư viếng tịch thì Vạn Hồi Hòa Thượng sau vài tháng cũng bỗng nhiên tạ thế. Sự tích giáo hóa của đại sư rất nhiều. Trong bốn chuyện về Ngài có ghi chép đủ, ở đây chỉ được ghi một sự tích mà thôi. Trích Cao Tăng Truyền tập 3.
Câu chuyện số 4. Chiều nhà Đường ở tại xứ Thiêm Hữu. Tập tục của dân chúng địa phương này chuyên cưỡi ngựa tập bắn. Đối với Phật pháp, danh hiệu Tam Bảo, họ còn chưa biết, huống chi là quy y, thọ giới, ăn chay, niệm Phật và tụng kinh. Vào niên hiệu Nguyên Hòa năm thứ 12 nhà Đường, thì một hôm bỗng xuất hiện một mỹ nữ xách giỏ cá rao bán. Tất cả nam tử trong vùng ấy đua nhau muốn cưới mỹ nữ làm vợ. Mỹ nữ ấy phân trần: tôi đây thân gái chỉ có một, làm sao có thể làm vợ hết cho các anh. Giờ tôi quyết định một việc cho các anh thực hiện. Mỗi người sẽ được tôi trao cho một quyển kinh Phổ Môn, chỉ trong một hôm phải tụng cho thuộc lòng. Sáng ngày mai nếu ai đọc kinh thuộc lòng thì tôi sẽ ưng thuận làm vợ người ấy. Sáng ngày hôm sau, trong số các nam tử đến chức mỹ nữ tụng kinh trả bài thì những người tụng thuộc có trên 20 người. Bây giờ mỹ nữ lại phân trần với họ: tôi là phần thân gái, không thể làm vợ một lúc 20 người được, nên giờ đây tôi trao cho các anh quyển kinh Kim Cang Bát Nhã. Cũng trong một đêm, nếu người nào tụng thuộc không sót một chữ thì tôi sẽ ưng thuận làm vợ người ấy. Sáng hôm sau, những người này đến tra bài, số người thuộc kinh được 10 người. Mỹ nữ cũng nói lời từ chối như trước, và lần này trao cho bộ kinh Pháp Hoa và kỳ hạn cho trong 3 ngày, nếu người nào tụng thuộc thông suốt thì sẽ ưng thuận làm vợ người ấy. Sau 3 ngày, chỉ có chàng họ Mã là tụng kinh Pháp Hoa thông suốt. Thế là mỹ nữ không thể từ chối được nữa. Chàng thanh niên họ Mã sắm sửa lễ vật hậu hĩnh, đến rước mỹ nữ về nhà. Sau khi làm lễ ông bà, đến tối trong giờ phút chuẩn bị động phòng thì mỹ nữ nói: hiện giờ đang bị trọng bệnh, đến cầu xin cho ở riêng một phòng khác. Chàng họ Mã và người trong nhà đều ưng thuận. Khi bước vào phòng riêng, chưa kịp dùng thuốc thì chỉ trong chốc lát đã qua đời. Có điều lạ là sau khi chết, thông thường các tử thi thường để 2-3 ngày thì mới sình trương rục rã. Còn mỹ nữ sau khi tắt thở thì tử thi sình trương ngay lập tức, hôi thối không tả xiết, nên người nhà lập tức lo tận liệm. Sáng ngày làm lễ an táng. Sau khi làm lễ tống táng cho vợ xong, chàng họ Mã mỗi ngày đến trước phần mộ khóc than cười lệ. Đến ngày mở cửa mã thì đột nhiên có một vị hòa thượng mặc y tử bào đến nơi phần mộ. Thấy thanh niên họ Mã khóc than cười lệ, ngài hỏi lý do. Thanh niên họ Mã đem hết đầu đuôi câu chuyện thuật lại cho hòa thượng nghe. Ngài nghe xong liền bảo rằng đấy chân qua là do ông thấy sai lầm, chứ làm gì mà thân người vừa chết lại sình trương hôi thối. Giờ ông nghe lời ta, cho người đào mã dở hòm ra xem. Quả nhiên sau khi đào mã dở hòm ra xem thì trông thấy trong ấy phần xương của mỹ nữ đều là những thỏi hoàng kim sáng rực. Tất cả dân xứ Thiện Hữu nghe tin đủ nhau đến xem, ai nấy đều lấy làm lạ và tán thán, là sự việc chưa từng có. Hòa thượng đứng giữa mọi người rồi trịnh trọng dạy rằng: mỹ nữ này chính là hóa thân của Quan Âm đại sĩ. Vì thương xót các ông si mê, gây tạo vô biên tội ác, rồi gánh chịu trầm luân thống khổ,
mà thân người quỷ báu muốn thở mới có được một lần. Nên ngài phương tiện thi hiện để hóa độ các ông thế thôi. Dứt lời, vị hòa thượng nọ bay lên không trung biến mất. Thanh niên họ Mã kia vốn là con của một nhà triệu phú, bỗng nhiên được một chiếc quan tài đầy vàng trong ấy thì đâu biết dùng vào việc gì, nên chàng trai họ Mã vô cùng cảm động thâm ân của Bồ Tát đã từ bi hiện thân hóa độ mình, bèn dùng hết số vận ấy xây một đại điện và đức thờ đúc kim thân Bồ Tát để thờ cúng. Từ đấy dân chúng địa phương thiêm hữu bỏ hẳn tập tục cưỡi ngựa băng cung, ngoài giờ lo liệu công việc làm ăn lương thiện thì ngày ngày mai chiều đến nơi bộ điện thờ Quán Âm Đại Sĩ lễ sám tụng kinh niệm Phật rất tinh cần. Riêng chàng họ Mã thì không còn nghĩ đến chuyện vợ con thế tục nữa, nên cắt tóc xuất gia, suốt đời ăn chú trong giả lam này mà tự tu, đem Phật pháp soi sáng cho mọi người. Trích Quán Âm Cảm Ứng Truyền. Câu chuyện số 5. Triều nhà Thanh, Nhữ Băng Hiền là người ở Triều Hưng. Lúc trẻ tuổi chuyên nghề buôn bán để nuôi thân, đến khi 60 tuổi thì ông bỏ hẳn việc bán buôn. Hai ông bà phát nguyện tu tịnh độ. Ngoài việc niệm Phật, hai ông bà từng đến lễ kinh Hoa Nghiêm Tám Bộ, thông thường gọi là lạy kinh. Lạy kinh là cách thức lạy từ đầu đến cuối bộ kinh, mỗi chữ là một lạy. Khi lạy kinh Pháp Hoa thì xướng rằng Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, sau đó lạy một lạy rồi tiếp tục đọc Như Thị Ngã Văn vân vân, cho đến hết bộ cũng như vậy. Như thế mà hai ông bà Phật tử Băng Hiền đã lạy 8 bộ kinh Hoa Nghiêm, mỗi bộ là 80 quyển, bao nhiêu cũng đủ thấy công phu tu hành của hai ông bà sâu dày biết chừng nào. Niên hiệu Đạo Quang Triều Nhà Thanh năm thứ 18, Phật tử Băng Hiền được 86 tuổi. Bà vợ ông bệnh sơ sài trước ông, sau đó ông cũng bệnh nhẹ. Đến một hôm, bà gọi con dâu đến bảo rằng: "Con chạy ra ngoài thất của cha." Hai ông bà xong riêng, chuyển lời của mẹ bảo cho cha con biết rằng mẹ sắp về Tây Phương, cha con ở lại mạnh giỏi, cố gắng niệm Phật rồi về sau. Con dâu vâng lời đến thưa với cha chồng. Phật tử Băng Hiền bảo: "Con vào nhà thưa với mẹ con, hãy chậm lại 3 ngày nữa để đồng đi với cha luôn một thể cho tiền." Con dâu vào nhà thưa lại thì bà ưng thuận. Quả nhiên đến ngày thứ 3, cả hai ông bà ai như vui vẻ niệm Phật mà vãng sanh. Bấy giờ nhằm ngày 23 tháng 6. Trích Ngô Dần Đường Thuật. Câu chuyện số 6. Có một hiệu thư không rõ họ tên, vừa quá tuổi cập kê, bỗng nhiên tỉnh ngộ bỏ hẳn việc làm cũ, từ dưới mình chinh khiết, lại quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Đối với Phật pháp, lòng rất thâm tín. Bấy giờ hiệu thư bỏ hẳn phấn son, chuyển tâm niệm Phật. Cô còn một người mẹ già, nên đến Thượng Hải thuê một gian nhà, rước mẹ cùng về ở để mình phụng dưỡng và khuyên mẹ niệm Phật. Riêng cá nhân cô thì sớm chiều thành tâm niệm Phật không gián đoạn.
cô sửa sang phòng thành một nơi tịnh thất, vừa trang nghiêm vừa thanh tịnh, không khác gì chốn lăng nhã. Và thỉnh tôn dung của từ phụ A Di Đà Phật về nhà lễ bái cúng dường. Khi còn sống trong nghiệp phong trần, dù trong cảnh gió bụi, nhưng cô không buông lung phung phí như người khác, nên dành dụm được số tiền kha khá. Số tiền ấy cô đem gửi cho một Phật tử ở Việt Đông nhờ giữ dùm cho cô. Đến năm Dân Quốc thứ 13 đầu tháng 2, cô nhờ bà giúp việc đến Việt Đông mời Lương Tiên Sinh đến và thưa rằng: "Thưa Tiên Sinh, con tu hành chưa được bao lâu mà may mắn quá con được giải thoát. Hôm nay làm phiền Tiên Sinh đến đây để con thưa Tiên Sinh biết ngày ấy con sẽ về Tây Phương. Về số tiền con gửi cho Tiên Sinh, sau khi con bỏ thân phận này, xin Tiên Sinh dùng số tiền đó lo việc tống táng và trái tăng làm phước, và để lại một phần cấp dưỡng cho mẹ già của con. Mong Tiên Sinh từ bi hoan hỷ mà chứng minh cho. Con thành tâm vạn tạ." Lương Phật tử nghe nói thì đáp rằng: "Tuổi cô chỉ vừa mới qua xuân, tại sao vội nói đến việc ấy?" Hiệu Thứ yên lặng đưa Lương Phật tử ra về. Đến ngày cô đã hẹn như nói trên, bà giúp việc đến nhà Lương Phật tử báo tin cô đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật tử họ Lương nghe xong thì hết lòng tán thán, vội vã đến nhà để lo việc tống táng. Mọi việc đều làm y theo lời cô dặn, và trừ lại một phần để cấp dưỡng cho mẫu thân cô. Trích Cận Đại Vãng Sanh Truyền. Khai thị thần chú đại bi. Lúc đó tôi mới ở ngôi sơ địa, vừa nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên để bắt địa. Bây giờ tôi rất vui mừng, liền phát thệ rằng: "Nếu trong đời vị lai tôi có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân tôi liền sinh ra ngàn tay ngàn mắt." Khi tôi phát thệ rồi thì ngàn tay ngàn mắt đều hiện đủ nơi thân. Lúc ấy cõi đất mười phương rung động sáu cách, ngàn đức Phật trong mười phương đều phóng ánh quang minh soi đến thân tôi và chiếu sáng mười phương vô biên thế giới. Từ đó về sau, tôi ở trong vô lượng pháp hội của vô lượng chư Phật, lại được nghe và thôi trì Môn Đà La Ni này. Mỗi lần nghe xong, tôi khôn xiết vui mừng, liền được vượt qua sự sinh tử vi tế trong vô số ức kiếp. Và từ ấy đến nay, tôi vẫn hằng trì tụng chú này, chưa từng quên bỏ. Do sức trì tụng ấy, tùy theo chỗ sanh, tôi không còn chịu thân bào thai, được hóa sanh nơi hoa sen, thường gặp Phật nghe pháp. Nếu có vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bồ Tát, Ưu Bồ Di hay đồng nam, đồng nữ nào muốn tụng trì chú này, trước tiên phải phát tâm từ bi đối với chúng sanh, và sau đây y theo tôi mà phát nguyện: "Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền Bát Nhã. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được qua biển khổ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đến non niết bàn. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh. Nếu con hướng về nơi non đau tức thời liền sụp đổ. Nếu con hướng về lửa, nước sôi lửa cháy tự khô tắt. Nếu con hướng về cõi địa ngục liền mau tự tiêu diệt. Nếu con hướng về loài ngạ quỷ liền được tự no đủ. Nếu con hướng về chúng Atula, Atula tâm ác tự điều phục. Nếu con hướng về các súc sanh tự được trí huệ lớn. Khi phát lời nguyện ấy xong, chí tâm xưng danh hiệu của tôi, lại chú niệm danh hiệu bổn sư tôi là Đức A Di Đà Như Lai. Kế tiếp đó tụng Đà Ra Ni thần chú này. Nếu chúng sanh nào trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong ngàn muôn ức kiếp sinh tử. Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: Nếu chúng sinh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Đi trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì chú này nếu còn sanh chút lộng nghi, tức không được tội nguyện. Nếu chúng sinh nào xâm tổn tài vật thức ăn uống của thượng trụ, sẽ mang tội rất nặng. Do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn Đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối mười phương đạo sư sám hối mới có thể tiêu trừ. Này do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, mười phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thấy đều tiêu diệt. Chúng sinh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác, ngũ nghịch, bắn pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm như phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết. Duy trừ một việc, kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng. Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân bồ đề về kiếp xa sau. Bạch Đức Thế Tôn: Nếu các hàng trời người tụng trì thần chú Đại Bi thì không bị 15 việc chết xấu, sẽ được 15 chỗ sanh tốt. Thế nào là 15 việc chết xấu? Một, không bị chết do đói khát khốn khổ. Hai, không bị chết do công tù đánh đập. Ba,
không bị chết vì oan gia thù địch. 4. Không bị chết giữa quân trận chém giết nhau. 5. Không bị chết do cọp sói cùng ác thú tàn hại. 6. Không bị chết bởi rắn rít độc cắn. 7. Không bị chết vì nước trôi lửa cháy. 8. Không bị chết bởi phạm nhầm thuốc độc. 9. Không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại. 10. Không bị chết vì điên cuồng mê loạn. 11. Không bị chết do té cây, té xuống núi. 12. Không bị chết bởi người ác chủ ếm. 13. Không bị chết bởi tà thần, ác quỷ làm hại. 15. Không bị chết vì bệnh ác lâm thân. 16. Không bị chết vì phi mạng tự hại. Tụng trì thần chú Đại Bi không bị 15 việc chết xấu như thế. Sao gọi là 15 chỗ sanh tốt? 1. Tùy theo chỗ sanh thường gặp đấng quốc vương hiền lành. 2. Tùy theo chỗ sanh thường ở cõi nước an lành. 3. Tùy theo chỗ sanh thường gặp thời đại tốt. 4. Tùy theo chỗ sanh thường gặp bằng lành. 5. Tùy theo chỗ sanh thân căn thường được đầy đủ. 6. Tùy theo chỗ sanh đạo tâm thuần thục. 7. Tùy theo chỗ sanh không phạm cấm giới. 8. Tùy theo chỗ sanh thường được quyến thuộc hòa thuận, có ân nghĩa. 9. Tùy theo chỗ sanh vật dụng thức ăn uống thường được đầy đủ. 10. Tùy theo chỗ sanh thường được người cung kính giúp đỡ. 11. Tùy theo chỗ sanh tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt. 12. Tùy theo chỗ sanh những việc mong cầu đều được toại nguyện. 13. Tùy theo chỗ sanh đồng thiên thiện thần thường theo ủng hộ. 14. Tùy theo chỗ sanh thường được thấy Phật nghe pháp. 15. Tùy theo chỗ sanh khi nghe chánh pháp ngộ giải nghĩa sâu. Nếu kẻ nào trì tụng chú Đại Bi sẽ được 15 chỗ sanh tốt như thế. Cho nên tất cả hàng trên người đều nên thường tụng trì, chớ sanh lòng biến trễ. Khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói lễ rồi, liền ở trước chúng hội chắp tay đứng thẳng, nở mặt mỉm cười, nói chương cú mầu nhiệm Quán Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.